Xin chào quý vị khán giả của kênh Bình Luận Viên Tạ Biên Cường Plus. Như quý vị và các bạn đã biết, mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã chính thức công bố top 3 đề cử cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2022-2023. Theo đó, ba cái tên lọt vào top 3 đề cử là Erling Haaland và Kevin De Bruyne của Manchester City, cùng với Lionel Messi, cầu thủ của Paris Saint-Germain mùa trước và hiện đang chơi bóng tại Mỹ cho Inter Miami. Để tìm ra chủ nhân của giải thưởng cuối cùng, UEFA thành lập một hội đồng bình chọn gồm huấn luyện viên của các câu lạc bộ dự vòng bảng Champions League, Europa League và Conference League 2023-2024, huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia, UEFA và 55 nhà báo. Mỗi thành viên của hội đồng bình chọn sẽ chọn ra 3 cầu thủ từ một danh sách gồm rất nhiều cầu thủ thi đấu xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia mùa giải 2022-2023. 3 cầu thủ được chọn sẽ nhận các số điểm theo thứ tự là 5 điểm, 3 điểm và 1 điểm. Từ đó, danh sách top 3 đề cử sẽ xuất hiện chính là 3 cầu thủ có số điểm cao nhất là Haaland, De Bruyne và Messi. UEFA sau đó sẽ công bố số điểm của top 3 này và đương nhiên người giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa của UEFA là cầu thủ có số điểm cao nhất. Buổi lễ trao giải sẽ diễn ra đồng thời với lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League tại Monaco vào ngày 31 tháng 8 tới. Ngay lập tức, một làn sóng tranh luận đã nổ ra và nó xuất phát từ việc Leo Messi có mặt trong top 3 chung cuộc. Những người phản đối cho rằng trong thời gian khoác áo Paris Saint-Germain, Messi chưa bao giờ thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Còn đội bóng nước Pháp thì liên tục dừng chân ở vòng loại trực tiếp của Champions League dù đầu tư rất nhiều tiền của họ trên thị trường chuyển nhượng. Thời điểm Paris Saint-Germain bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ cũng là lúc phong độ của Messi đang có chiều hướng đi xuống. Trên trang chủ của mình, UEFA làm rõ câu hỏi vì sao Messi được đề cử, trong đó có đoạn viết: dù Messi là nhân tố chủ chốt tại Paris Saint-Germain và kết thúc mùa giải với lần thứ 2 vô địch Ligue 1, nhưng màn trình diễn của anh ấy tại FIFA World Cup với Argentina mới thực sự gây chú ý. Messi trở thành biểu tượng ở thế hệ của mình, là đầu tàu giúp Argentina nâng cao chức vô địch thế giới sau Diego Armando Maradona. Leo ghi được 7 bàn thắng, đoạt quả bóng vàng World Cup. Vào tháng 3, anh ấy cũng trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử đạt được cột mốc 100 bàn thắng ở các trận đấu quốc tế. Trong 3 màn trình diễn hàng đầu của Messi được UEFA liệt kê ở bài viết, cũng có 2/3 là những trận đấu ở World Cup 2022. Đó là chiến thắng 2-1 trước Australia ở vòng 1/8, sau đó là trận chung kết điên rồ hiếm có trong lịch sử với Pháp và lên ngôi vô địch. Ngoài ra còn có chiến thắng 7-2 của Paris Saint-Germain trước Maccabi Haifa, nơi Messi có pha lập công thứ 129 tại Champions League. Dựa vào bài viết, có thể thấy tiêu chí lớn nhất khiến UEFA đánh giá cao Messi ở cuộc bình chọn này là màn trình diễn ở World Cup 2022, một giải đấu đẳng cấp thế giới và do FIFA tổ chức. Trong khi đó, hai đối thủ của Messi là De Bruyne và Haaland góp công giúp Man City đoạt cú ăn 3 lịch sử với Premier League, FA Cup và Champions League ở mùa giải vừa qua. Đây đều là những giải đấu do UEFA và Liên đoàn bóng đá thuộc UEFA tổ chức. Đó là lý do phía những người phản đối cho rằng họ có lý. Còn cơ quan quản lý bóng đá châu Âu thì cho rằng vì World Cup diễn ra giữa mùa giải 2022-2023 nên những màn trình diễn ở đó vẫn sẽ được lấy làm cơ sở tính điểm. Đối với Messi, việc tranh cãi danh hiệu cá nhân cũng không còn lạ lẫm gì, thậm chí là những giải thưởng có sự danh giá cao hơn như quả bóng vàng. Đầu tiên phải kể tới quả bóng vàng FIFA 2010, đó là quả bóng vàng thứ 2 trong sự nghiệp của Messi. Nhiều người cho rằng trong số 7 quả bóng vàng Empunga nhận được, đây là danh hiệu kém thuyết phục nhất. Giai đoạn ấy, tiền đạo sinh năm 1987 vẫn thi đấu hay nhưng không được đánh giá là xuất sắc nhất. Messi kết thúc năm 2010 với một chức vô địch La Liga và một siêu cúp Tây Ban Nha cùng Barca. Tại UEFA Champions League, siêu sao người Argentina và đội bóng xứ Catalan bị Inter Milan đánh bại tại bán kết. Messi thịt ngòi trong cả hai lượt trận. Người được các cổ động viên đòi công bằng năm đó là Wesley Sneijder, tiền vệ của Inter Milan và đội tuyển Hà Lan. Năm 2010, Inter giành cú ăn 3 Serie A, Coppa Italia, Champions League đầu tiên và cũng là duy nhất của bóng đá Italia, và Sneijder là linh hồn trong lối chơi của Nerazzurri khi đó. Chức vô địch châu Âu lần đầu tiên sau 45 năm thực sự là thành tựu vượt bậc của đại diện thành Milano, vậy nên điểm cộng của Sneijder trong tập thể ấy là rất lớn. Chưa dừng lại ở đó, Sneijder bước vào hành trình World Cup 2010 và cùng Hà Lan đi đến chung kết, chỉ chịu thua Tây Ban Nha ở hiệp phụ. Đã có thời điểm cả nền bóng đá xứ hoa tulip có thể có vị thế mới, nhưng rồi Arjen Robben không thể bằng Iker Casillas ở pha đối mặt kinh điển năm ấy, và Sneijder chính là người tung đường chọc khe chết người đó. Vẫn biết rằng chỉ có một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai. Ngôi Á quân World Cup, một kẻ về nhì, và Sneijder tiếp tục mất danh hiệu giày vàng World Cup vào tay của Thomas Müller vì ít kiến tạo hơn, và mất danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup vào tay của Diego Forlan. Năm 2018, danh hiệu quả bóng vàng châu được trao cho Luka Modric, người đầu tiên mà không phải Ronaldo hay Messi kể từ năm 2008.
Tưởng chừng đó đã là sự chấm dứt cho một kỷ nguyên của hai siêu sao vĩ đại. Năm 2019 và 2021, bóng vàng có thêm hai lần về tay Messi. Còn năm 2020, giải thưởng không được trao vì Covid-19. Thành tích nổi bật của Leo trong thời điểm đó là chiếc vô địch Copa America cùng với Argentina. Lần đầu tiên là Albiceleste có danh hiệu cấp châu lục sau 28 năm và cũng là lần đầu tiên Messi có được danh hiệu lớn ở đội tuyển quốc gia. Sau khi giải thưởng được trao, cựu hậu vệ người Pháp Patrick Evra đã lên tiếng phàn nàn: "Tôi chán ngấy việc họ trao quả bóng vàng cho Leo Messi. Cậu ấy đã làm gì trong năm nay? Vô địch America Cup ư?" Đó là năm Virgil van Dijk nổi lên với chiếc vô địch châu Âu và thay đổi hoàn toàn bộ mặt hàng thủ của Liverpool. Sau cùng, hậu vệ người Hà Lan chỉ về nhì kém Messi 7 điểm. Khi quả bóng vàng 2021 được trao, huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthäus cũng đăng đàn với mong muốn đòi lại công bằng cho hậu bối ở Bayern Munich là Robert Lewandowski. Ông đã chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi không còn hiểu thế giới nữa sau cuộc bầu chọn này. Với tất cả sự tôn trọng dành cho Messi và tất cả những cầu thủ vĩ đại khác được đề cử, không ai xứng đáng giành quả bóng vàng như Lewandowski. Nếu chỉ tính năm 2021, Robert xuất sắc hơn phần còn lại. Cậu ấy đã phá kỷ lục thế kỷ của Gerd Müller, một lần nữa đứng đầu danh sách vua phá lưới trong mọi cuộc đua, đã vượt qua tất cả mọi người ở đấu trường trong nước cũng như quốc tế trong năm nay." Trước đó một năm, Levy thậm chí còn được nhắc đến nhiều hơn khi thi đấu xuất sắc giúp Bayern ăn 3, bao gồm Champions League, nhưng giải thưởng bị hủy vì Covid-19. Nhìn chung, không ai phủ nhận rằng Messi đã có một kỳ World Cup 2022 thực sự siêu đẳng. Vinh quang trên đất Qatar của Leo vẫn còn được nhắc tới qua rất nhiều thế hệ xem bóng đá toàn cầu. Thế nhưng Npunga cũng gần như mất hút nửa năm sau đó ở Paris Saint-Germain. Và điều những người hâm mộ cảm thấy không hài lòng đó là UEFA lấy màn trình diễn ở một giải đấu không thuộc sự quản lý của họ để đánh giá, để chiếc vô địch thế giới vô tình trở thành tấm khiên bảo hộ cho Messi trong cuộc đua danh hiệu cá nhân một cách khá bất đắc dĩ. Những fan của Manchester City của Haaland với 52 bàn trên 53 trận ở mùa vừa qua, hay De Bruyne với 28 lần dọn cỗ và là chìa khóa để Haaland tỏa sáng, chắc chắn sẽ cảm thấy ít nhiều bất công. Mới đây thôi, Messi đã trả lời phỏng vấn đội bóng mới Inter Miami về danh hiệu quả bóng vàng rằng: "Tôi đã nói nhiều lần rằng quả bóng vàng rất quan trọng vì nó công nhận cầu thủ ở cấp độ cá nhân, nhưng tôi chưa bao giờ coi trọng nó. Bởi vì điều quan trọng nhất đối với tôi luôn là các giải thưởng cùng tập thể. Tôi may mắn vì đã đạt được mọi thứ sau World Cup, tôi càng nghĩ ít hơn về giải thưởng đó, vì tôi có thứ lớn nhất là World Cup rồi." Messi hiện tại đã lui khỏi môi trường bóng đá đỉnh cao sang Mỹ chơi bóng vì mong muốn của gia đình. Thế nhưng Npunga ở đâu thì sức hút vẫn còn quá lớn. Và ở nơi bóng đá phát triển nhất thế giới là châu Âu, những tranh cãi về anh vẫn nổ ra và có thể không bao giờ chấm dứt. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện tranh cãi của Messi, của UEFA và của những danh hiệu cá nhân? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với video này. Đừng quên để lại một lượt like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký để ủng hộ kênh và chờ những video mới nhất quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.